Cô bé này khoe với mẹ rằng mình bắt được rất nhiều con cá lớn và muốn đem về nuôi. Sau khi người mẹ nhìn thấy thì hết sức ngạc nhiên, bởi đây là những con nòng nọc siêu to khổng lồ, kích thước gấp hàng trăm lần con nòng nọc bình thường. Mặc dù đã cố giải thích với con gái đây là nòng nọc, chúng sẽ tiến hóa thành ếch chứ không phải cá, nhưng cô bé nhất quyết không chịu và muốn thả chúng vào bể cá để nuôi. Bạn đã bao giờ thấy con nòng nọc to như thế này chưa? Chắc nòng nọc này ở núi Cáp Sơn trong Naruto rồi.